Chào mừng các bạn đến với kênh Vũ Thi Hôn. Kênh Vũ Thi Hôn với phương châm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay kênh Vũ Thi Hôn xin chia sẻ cho các bạn sự trải nghiệm một cái tính năng rất là đặc biệt tuyệt vời của Zalo mà ít ai để ý đến. Đó là tính năng lưu trữ đám mây trực tuyến hay gọi là Cloud của Zalo. Chỉ Cloud của Zalo được hoạt động như thế nào và dung lượng là bao nhiêu. Xin mời các bạn xem clip chia sẻ sau đây. Thứ nhất, tìm Cloud Zalo như thế nào? Ngoài từ giao diện điện thoại của các bạn sẽ mở chương trình Zalo lên. Và cái Cloud của tôi có xuất hiện ở trên cái giao diện này, đó là Cloud của tôi. Đó ở đây mình xuất hiện cái Cloud của tôi nè. Đó là cái hình biểu tượng là cái đám mây nè và trên cái nền màu xanh tròn như thế này. Hoặc bạn không thấy Cloud của tôi của Zalo ở đây thì các bạn có thể nhấp phía dưới cái chỗ cá nhân nè, chỗ hình người nè, chỗ địa chỉ cá nhân nè. Đó. Và chúng ta có thể tìm đến đó là Cloud của tôi. Đây chính là cái Cloud của tôi của Zalo. Và đặc biệt là dưới này ghi là lưu trữ các tin nhắn quan trọng, ghi sự Cloud của tôi của Zalo một cách là hoàn toàn miễn phí để mà dành cho chúng ta, để mà chúng ta có thể lưu trữ những dữ liệu quan trọng lâu dài và tránh mất mát. Và từ đó chúng ta có thể chia sẻ mỗi lúc mỗi nơi khi mà chúng ta kết nối Internet. Nội dung thứ hai, Cloud Zalo lưu trữ những gì? Đó, vậy thì chúng ta sẽ mở lên, mở Cloud lên. Như vậy thì chúng ta thấy cái Cloud này là để lưu trữ những cái dữ liệu gì? Thứ nhất là văn bản. Đó, thứ nhất là lưu trữ là văn bản. Rồi văn bản có thể là một cái đường link hoặc là một cái file nào đó. Rồi, hình ảnh thì ta biết rồi, ta lưu trữ những hình ảnh quan trọng của chúng ta, hình ảnh kỷ niệm của chúng ta. Và cái file này có thể là Word hoặc là Excel hoặc là PDF hoặc là PowerPoint. Rồi và một cái đường link. Đó, một cái đường link. Chúng ta có thể lưu một cái đường link lâu dài. Như vậy thì chúng ta sẽ nó phân ra rất là rõ ràng là văn bản, ảnh, file và đường link. Các bạn muốn hiện tất cả những cái dữ liệu thì chúng ta nhấn vào chữ tất cả này, nó sẽ hiện tất cả những cái dữ liệu mà các bạn đã lưu trong cái Cloud này đó. Còn các bạn muốn lưu thì các bạn lưu vào đây và nó sẽ tự phân loại ra là văn bản, hình ảnh, file và đường link, rất là dễ dàng. Nội dung thứ ba, cách lưu trữ dữ liệu vào Cloud Zalo như thế nào? Bây giờ ví dụ ở đây mình lưu nè, mình sẽ hiện tất cả nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ lưu một hình ảnh nè, ví dụ mình thứ nhất là mình lưu ảnh nè. Rồi các bạn lưu ảnh có trong cái bộ sưu tập của chúng ta. Ví dụ đây, các bạn nhấp phía dưới này, đây chính là hình ảnh trong bộ sưu tập của chúng ta nè. Đó, giả sử như mình lưu một hình ảnh như thế này. Đó, và chúng ta nhấn vào nút là gửi. Rồi, đã thêm vào Cloud. Rồi các bạn sẽ nhấn nút trở ra nè. Đó, vậy là cái Cloud của tôi này đã được lưu nè. Cái hình ảnh là một cái quán ăn này nè, đã lưu vào. Có thấy không? Nó lưu vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại nè. Là nó sẽ tự phân loại ra cho chúng ta luôn. Đó, bây giờ chúng ta nhấn vào cái ảnh nè. Đó, bạn thấy không nè? Hôm nay là chúng ta lưu cái ảnh nè, hai ảnh nè. Đó, ảnh này là ảnh này chúng ta mới vừa lưu nè. Đó, và cái ảnh bên đây. Rồi, đó là cái chức năng lưu ảnh thì lưu văn bản, file hoặc là bây giờ chúng ta sẽ lưu một cái file nào đó nha. Các bạn sẽ mở ra. Và các bạn sẽ tìm đến một cái file nào đó. Đó, chúng ta lưu một cái file nào đó, chúng ta nhấn vào. Rồi, một cái đường link đi. Một cái đường link, cho sử dụng đường link này. Báo quốc tế.vn nè, chúng ta sẽ chia sẻ nè. Chỉ chia sẻ một Cloud nè, xuất hiện chữ Cloud của tôi nè. Nhấp vào. Đó, chúng ta chia sẻ một cái đường link. Đó, đã thêm vào Cloud nè. Đó, hoặc là chúng ta chia sẻ một cái hình, chia sẻ một cái file. Cái file nào đó. Đó, một cái file... Đây, giả sử mình chia sẻ một cái file Excel. Đăng Excel này đây ha, Excel này cũng đây, chia sẻ nè. Đó, xuất hiện Cloud của tôi nè, các bạn nhấp chích vào Cloud của tôi và nhấn chữ gửi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại Cloud và chúng ta sẽ xem nha. Rồi, đây Cloud của tôi nè. Đó, như vậy thì cái mình mới vừa lưu nè. Thứ nhất là hình ảnh nè, thứ hai là một cái đường link là báo quốc tế.vn nè. Và bộ sách giáo khoa vật lý nè. Đó, là một file Excel nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tự phân loại ra cho chúng ta luôn. Bây giờ chúng ta nhấn vào văn bản nè. Đó, vậy thì cái văn bản này là nó sẽ tự phân ra là cái báo quốc tế.vn nè. Đó. Rồi ảnh nè. Đó, ảnh là chúng ta sẽ thấy là nó tự phân loại ra luôn nè. Rồi một cái file. Đây, cái file mình mới vừa lưu nè. Đó, cái bộ sách giáo khoa vật lý nè, mới vừa lưu nè. Nó sẽ tự là phân ra chúng ta một cách rất là dễ dàng. Rồi đường link nè. Đó, đường link là báo quốc tế.vn nè. Đó. Hoặc là vietnamnet.vn nè, mình mới vừa lưu nè. Đó. Rồi đó chính là cái cách mà chúng ta có thể là lưu trữ cái dữ liệu vào Cloud của tôi.
Nội dung thứ tư, dữ liệu lưu trong cloud Zalo tồn tại thời gian bao lâu, có bị xóa hay không? Dữ liệu mà lưu trên cloud này nó sẽ không mất mát, nó sẽ tồn tại lâu dài, chúng ta lưu trữ lâu dài, không mất mát, và chúng ta có thể là chia sẻ một cách rất là dễ dàng mỗi lúc và mỗi nơi. Rồi các bạn sẽ thấy hình dung là bây giờ giả sử như là mình đã lưu những cái hình ảnh này trên cloud rồi, bây giờ mình trở lại bộ sưu tập mình để mình xóa cái mẫu sưu tập lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa nó đi, mở bộ sưu tập lên, chúng ta sẽ xóa đi. Đó, vậy chúng ta sẽ xóa hình ảnh này. Đó, mình xóa, mình chuyển vào thùng rác này. Rồi, và khi mình chuyển vào thùng rác rồi, chúng ta vô, chúng ta kiểm tra trong cloud á, chúng ta vô cloud ha, về đây, bộ sưu tập đã bị mất rồi nè, đã bị xóa rồi, nhưng mà trong cloud nó vẫn còn. Rồi các bạn kiểm tra cloud ha. Đây, rồi cloud của tôi nè, cái hình ảnh này, đó hình ảnh chiếc xe này nè, đó hình ảnh nó vẫn còn trong cloud, có nghĩa là bộ sưu tập đã xóa, nhưng mà trong cloud nó vẫn còn, nghĩa là nó lưu trữ một cách rất là lâu dài. Chừng nào mà chúng ta là xóa cái Zalo, không sử dụng Zalo nó thì thôi. Nội dung thứ năm, chia sẻ dữ liệu trong cloud Zalo như thế nào? Chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ tất cả những dữ liệu mà chúng ta lưu trên cloud mỗi lúc và mỗi nơi. Giả sử mình chia sẻ cái ảnh này, chúng ta nhấp vào cái ảnh này, rồi phía góc trên này nó có dấu ba chấm nè, nó có thể là chỉnh sửa ảnh, lưu về máy hoặc là chia sẻ, chúng ta nhấn chia sẻ đó. Rồi chia sẻ, chúng ta sẽ chia sẻ qua Facebook hoặc là Zalo một cách rất là dễ dàng, hoặc là Gmail một cách rất là dễ dàng. Nội dung thứ sáu, dung lượng lưu trữ cloud Zalo là bao nhiêu, có miễn phí hay trả phí? Với video cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn thấy là cloud này là dung lượng miễn phí là 2GB. Đó, dung lượng miễn phí 2GB. Như vậy thì để chúng ta lưu trữ những dữ liệu quan trọng mà mình cảm thấy là đối với 2GB mà chúng ta lưu những cái file như là Word, Excel, PDF là PowerPoint thì rất là nhiều. Đó, để mà chúng ta như là cái Zalo chia sẻ cho chúng ta hay là dành cho chúng ta 2GB miễn phí để chúng ta lưu trữ những dữ liệu quan trọng để chúng ta sử dụng để tránh lãng phí. Đó, thấy rất là hay. Rồi, và các bạn nào mà chưa sử dụng cloud của Zalo thì hôm nay các bạn có thể sử dụng cloud của tôi để mà chúng ta lưu trữ dữ liệu quan trọng, tránh mất mát, để mà chúng ta có thể là truy cập sử dụng lâu dài. Rồi, chúc các bạn thực hiện thành công. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì các bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.